Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chính thức khai mạc hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023. Tham dự buổi khai mạc có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng Đỗ Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy. Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, đây là hoạt động chính trị thiết thực trong công tác dân vận của Đảng bộ thành phố, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, cổ vũ, khuyến khích, động viên, nhân rộng các điển hình dân vận khéo. Là dịp để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở. Đồng thời, qua hội thi lần này, phát hiện nhân rộng tôn vinh những mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn thành phố, biểu dương khen thưởng động viên các địa phương, đơn vị có những cách làm hay, ý nghĩa thiết thực về công tác dân vận trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cơ quan thường trực của Ban Dân vận Trung ương. Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, phong trào thi đua dân vận khéo đã tác động tích cực trên nhiều mặt đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa xã hội của thành phố, phát hiện ngày càng nhiều điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thông qua hội nghị này, tôi xin đề nghị các đội thi tham gia đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả, ban tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, khách quan để từ đó rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và xác định phong trào thi đua dân vận khéo là nội dung của phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị thành phố, các cơ quan đơn vị địa phương thường xuyên chỉ đạo triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Hội thi gồm 3 phần: chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Tham gia hội thi có 19 đơn vị thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, hội đoàn thể và quận huyện trên địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 10 năm 2023.